bán ở Sài Gòn ra đó bác. Bán ở Bình Dương. À, Bình Dương, dạ. Đặt ra được mấy ngày rồi? Mai về rồi. Mai về rồi. Mấy cái nhà sốt trong mấy cái là nhà nghỉ khách sạn trong đó là giờ là cháy hết rồi. Nói chung là cuốn hồn đến tới mình 9-10 là đặt không còn chỗ nào mà đặt nữa. Dạ. Nói chung là cái lượng mà khách mà nếu cái mình đi được dịch không dính có không được dịch này, nói chung ở ngoài này là khách dữ lắm. Lúc mà con ra đây con khai trương là hồi tháng 4 á, tháng 21 tháng 4 là bình quân một ngày là phải đến đúng rồi 1.000 người ạ. À. Bác ra ngoài này là năm rồi chứ dịp 34 á. Dạ. Đó. Nó vừa ra trương là năm mấy á. 21. Đúng rồi, ngày bác đi luôn. Dạ. À, tối là giờ này là đường mấy cái bên bờ sống đó là người nằm chặt lên à, người luôn. Ở tới là 8, 9, 9 giờ mấy 10 giờ không rồi. Dạ. Phải coi cái miếng nó xô á. Dạ. Coi cái xô thì tới xô nước nhập nước á. Nhập nước. Ừ, rồi cái nhập nước cũ nó vẫn hoạt động chứ nè. Vẫn hoạt động bình thường đó bác. Mà giờ này đẹp, giờ này nó thay đổi, gần Tết nó thay đổi cái cảnh của đèn chiếu rồi, đẹp lắm. Vừa rồi mới làm, gọi là mình nó làm lại cái dàn đèn sáng á, chiếu sáng á, à, nhiều cái hình ảnh đẹp lắm. Cái mình coi cũng đi mấy năm nó vẫn bị anh hùng cái gì đó. Dạ. Nếu mà bài cũ hoài người ta cũng chán. Dạ. Mình phải đổi lại cái sẽ độ chút chứ nói chung là hình ảnh cái ảnh cái gì thì người đó mới cái người mới á, thì người ta thấy là đẹp người ta thích chứ còn nhiều người người ta đi rồi đi lại nè người ta thấy vậy nó bình thường. Đi hết rồi hả? Thì hồi xưa đi rồi, bây giờ đâu có đi chứ, đi biết rồi. Rồi bây giờ nó đi ban đêm đó, thì con nó làm ban đêm này cho mấy nhỏ đi cho nó biết. Hồi trước ban ngày thì rồi, thì thường mình đi có trẻ em rồi mình cho nó. Đúng rồi, trẻ em mày chủ yếu trẻ em nó khoái đấy. Để báo bộ mày.
Chó vào sảnh là góp à? Vào sảnh á? Vào sảnh góp vậy. Chó bác. Không có. Ôi, thưa chị về sao 162 ấy? Có xe trung chuyển không?